Ngày 28 tháng 3 vừa qua, nữ diễn viên Mai Phương đã qua đời sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Khi đồng nghiệp và khán giả vẫn còn chưa hết bàng hoàng đau xót thì mới đây, một đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội khiến người xem vô cùng sốc bởi hình ảnh những ngày cuối đời của nữ diễn viên gầy gò, xanh xao, đau đớn hứng chịu hàng loạt những câu nói chát chúa từ người mẹ ruột của mình. Cụ thể, theo như đoạn clip chia sẻ, mẹ của Mai Phương không ngừng quát mắng về việc bạn bè cô đã tiến hành lo lắng hậu sự cho Mai Phương trong khi Phương còn ngồi đó. Bên cạnh đó thì người mẹ ruột này còn lớn tiếng cho rằng Mai Phương bất hiếu. Đoạn clip ngắn ngủi chưa đầy 30 giây, thế nhưng lại khiến không ít người bất ngờ với hoàn cảnh của cố diễn viên. Không ai ngờ vào những lúc cuối đời, cô lại phải khổ sở như vậy. Mặc dù chưa rõ thực hư câu chuyện, nhưng với hình ảnh Mai Phương xanh xao cúi đầu khóc nghẹn khiến người mẹ nhận không ít chỉ trích khi quá nặng lời với con cái trong lúc cô đang mang trọng bệnh. Nhiều thông tin và đồn đoán dấy lên xung quanh gia đình Mai Phương sau khi đoạn clip này được tung ra. Cư dân mạng chỉ trích người mẹ quá tàn nhẫn, đồng thời kể những câu chuyện về việc bà đối xử tàn tệ với con gái. Tuy những câu chuyện này chưa được xác thực và người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng, nhưng vẫn tạo nên một làn sóng phẫn nộ không nhỏ trên mạng xã hội. Trước đó, Ốc Thanh Vân cũng úp mở về việc gia đình Mai Phương lúc bấy giờ có nội bộ rối ren, không tiện tiết lộ khiến đồn đoán này lại càng được đẩy xa. Trong một dòng trạng thái của nữ ca sĩ Trương Bảo Như, bạn thân của Mai Phương trước đó cũng từng ẩn ý về chuyện gia đình của cố diễn viên. Cụ thể, dòng trạng thái ẩn ý này nói về tình cảnh khổ sở của nữ diễn viên Mai Phương cuối cùng lại được kết thúc bằng câu viết để nhắc nhở bản thân mình chữ mẹ thiêng liêng đến thế nào. Sáng ngày 31 tháng 3, Mai Phương được an táng tại Nghĩa Trang, Bình Hưng Hòa.